Evora là một trong những viên uống được nhiều chị em săn đón nhất năm 2019 và năm 2020 nhờ những công dụng vượt trội mà nó mang lại. Bởi vì thế mà Evora là một miếng bánh ngon với nhiều nhà phân phối. Lúc này Evora được kinh doanh khắp nơi, làm cho chúng ta không thể nào kiểm soát được chất lượng hàng hóa, thật giả bất phân và hàng giả hàng nhái tràn lan khắp nơi. Và để cho chị em mình an tâm hơn khi mua hàng, cũng như là sử dụng được an toàn, thì hôm nay Harley Group sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt Evora hàng thật, hàng giả nhanh nhất và chính xác nhất. Và em là Sói đến từ Harley Group. Và cách đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái mã số ở trên tem xác thực của chính phủ. Khi mua hàng về thì ở trên hộp sẽ có một cái tem xác thực của chính phủ nằm ở đây. Mọi người có thể quan sát cái tem. Ở đây sẽ có một cái lớp phủ bạc. Mọi người khi mua về mọi người sẽ cào nhẹ cái lớp phủ bạc này ra. Và mọi người sẽ nhắn tin theo cú pháp là XT kèm với cái mã số mà chúng ta vừa cào được, sau đó gửi 8137. Và nếu như đây là sản phẩm chính hãng thì tổng đài sẽ thông báo là sản phẩm chính hãng, đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng. Còn nếu đây là hàng nhái thì tổng đài sẽ báo về là tem đã thu hồi và không có giá trị xác thực. Và mọi người có thể quan sát cái ảnh minh họa. Và cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra trên nhãn lọ sản phẩm. Và đối với lại sản phẩm chính hãng thì trên nhãn lọ sẽ thông tin trọng lượng của sản phẩm sẽ là 515,5mg. Đây mọi người có thể quan sát 515,5mg. Và sẽ có chữ TK ở đây. Còn đối với lại sản phẩm là hàng nhái hàng giả thì trọng lượng sẽ ghi là 460mg và không có chữ TK như là sản phẩm chính hãng. Mọi người lưu ý giúp em. Và cách thứ ba đó chính là chúng ta sẽ kiểm tra bằng nắp lọ và túi hút ẩm. Thì đối với sản phẩm chính hãng thì túi hút ẩm sẽ được gắn liền ở bên trong nắp hộp. Còn đối với lại sản phẩm là hàng nhái thì túi hút ẩm sẽ được bỏ rời ở bên trong hộp. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng phần mềm iChat trên điện thoại để kiểm tra. Và nếu như ai chưa tải iChat thì em có để link tải ở phía dưới phần mô tả. Và sau khi mọi người đã tải về rồi thì mọi người sẽ mở iChat lên. Và nếu iChat có yêu cầu là cấp quyền truy cập camera thì mọi người cứ đồng ý nhé. Và sau khi mở lên thì iChat sẽ có giao diện như thế này. Và mọi người sẽ bấm tới phần quét mã vạch ở dưới đây. Và bây giờ mọi người sẽ đưa lên phần mã vạch ở trên lọ của sản phẩm. Đây rất nhanh, sản phẩm đã được bắt ở trên phần mềm. Đây là hình ảnh sản phẩm, sẽ có giá bán niêm yết. Và mọi người chú ý là sản phẩm đã được kiểm chứng cũng như là xác thực từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hay là nhà phân phối. Và đây mọi người cũng có thể thấy là doanh nghiệp sở hữu và công ty phân phối. Cho nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm đây là sản phẩm chính hãng. Và vừa rồi em vừa hướng dẫn nhanh cho mọi người cách phân biệt hàng thật, hàng giả của viên uống Evora để mọi người có thể an tâm hơn khi mua hàng. Và nếu có thắc mắc gì thêm thì mọi người có thể comment ở bên dưới video hoặc liên hệ theo số hotline 1900636325, sẽ có nhân viên bên em tư vấn cho mình tốt hơn. Và nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy like cộng subscribe cho em nhé. Còn bây giờ thì bye bye.